Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc mở cửa hội nhập về kinh tế, văn hóa, giáo dục, nhu cầu học và sử dụng tiếng Anh ở Việt Nam ngày càng tăng. Thế nhưng phần lớn người Việt lại chưa tìm ra được phương pháp học phù hợp và hiệu quả. Hiện nay, số lượng trung tâm dạy tiếng Anh mọc lên rất nhiều. Tuy nhiên, quá nhiều trung tâm ra đời với nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau lại khiến người học như lạc giữa ma trận. Nắm bắt được tâm lý của người học tiếng Anh, Trung tâm Anh ngữ Miss Hoa đã được thành lập và tạo ra một giải pháp tối ưu giúp cho việc học tiếng Anh có thể tiết kiệm tối đa thời gian nhưng vẫn đảm bảo đủ lượng kiến thức. Hiện giờ thì Anh ngữ Miss Hoa đang áp dụng phương pháp giảng dạy S-Smart, có nghĩa là giáo viên sẽ sử dụng slide kết hợp với bảng một cách thông minh và hiện đại. Thì ưu điểm của phương pháp này đó là phương pháp này đẩy mạnh nhất tính thực hành ngôn ngữ ở trong giờ học. Sau mỗi một giờ học thì học viên sẽ có thể ghi nhớ được từ 15 cho đến 20 từ vựng và có thể thực hành luôn ở trên lớp. Vậy thì giá trị cốt lõi của việc học một ngôn ngữ đó là chúng ta có thể giao tiếp và thực hành được. Với đội ngũ giáo viên được đào tạo theo một quy trình chuẩn, yêu cầu nghiêm ngặt về trình độ chuyên môn, phương thức giảng dạy, yêu cầu về giọng nói cũng như ngôn ngữ hình thể, Trung tâm Anh ngữ Miss Hoa đã tạo được một môi trường học chất lượng hiệu quả, học viên tham gia tiến bộ nhanh chóng nhờ được thực hành tiếng Anh liên tục. Trung tâm Anh ngữ Miss Hoa qua Facebook với cả YouTube thì mình thấy là lối giảng dạy của cô Hoa rất là dễ nghe, lôi cuốn với người học. Vì thế mình đã quyết định đến tới Trung tâm Anh ngữ Miss Hoa để đăng ký khóa học TOEIC. Trung tâm hoạt động với tiêu chí lấy người học làm trọng tâm, quan tâm đến việc học viên thực sự cần gì, khối lượng kiến thức và kỹ năng thu lại ở mức độ nào và mục đích của việc học tiếng Anh là gì. Từ đó, trung tâm định hướng cho học viên lựa chọn khóa học phù hợp nhất. Mình đang đi làm và mình thấy việc giao tiếp bằng tiếng Anh rất là cần thiết và quan trọng đối với công việc của mình. Thì mình cũng có hỏi thêm một vài người bạn nữa và các bạn thì đều giới thiệu mình qua Trung tâm Anh ngữ Miss Hoa. Anh ngữ Miss Hoa đang là một trong số ít những trung tâm áp dụng mô hình giảng dạy và thực hành ngay tại lớp học. Những tài liệu, giáo trình phục vụ công tác giảng dạy tại đây luôn được cập nhật liên tục để phù hợp với nhu cầu của người học. Không chỉ chú trọng trong việc giảng dạy, Anh ngữ Miss Hoa còn đặc biệt quan tâm tới quy trình đào tạo đội ngũ giáo viên. Toàn bộ giáo viên tại trung tâm đều được chuẩn hóa trong cách thức giảng dạy, đảm bảo lượng kiến thức khi truyền tải đến học viên luôn đạt tiêu chuẩn cao nhất. Để được chính thức giảng dạy tại Anh ngữ Miss Hoa, ứng viên sẽ trải qua vòng thi tuyển nghiêm ngặt với mục đích kiểm tra trình độ chuyên môn, sau đó tiếp tục với 12 buổi đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật giảng dạy. Chính điều này đã một lần nữa khẳng định rằng Anh ngữ Miss Hoa luôn chú trọng tạo ra cho học viên một môi trường học tập tốt nhất với đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao nhất. Luôn tiên phong trong lĩnh vực giảng dạy, Anh ngữ Miss Hoa còn là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sáng tạo ra phương pháp dạy bằng S-Smart. Việc đưa dạy slide lên một quy chuẩn mới hơn, hấp dẫn hơn và hiệu quả hơn. Khác với cách thức học truyền thống trước đây, Anh ngữ Miss Hoa áp dụng phương pháp giảng dạy bằng slide để tiết kiệm tối đa thời gian ghi chép cho học viên của mình. Giáo viên không chỉ giảng dạy bằng slide đơn thuần, mà các bài giảng slide còn là sự kết hợp của giọng nói, cử chỉ và hành động, giúp cho bài giảng trở nên sinh động và cuốn hút, tạo tâm lý hưng phấn cho học viên trong quá trình học tập tại trung tâm. Nghĩ rằng điều đặc biệt đầu tiên của Anh ngữ Miss Hoa đó là nằm ở triết lý đào tạo. Và triết lý đào tạo của chúng tôi luôn đi theo một tư duy là phải đổi mới và sáng tạo. Thể hiện điều đấy, chúng tôi đã sử dụng một phương pháp mà tôi nghĩ rằng rất là ưu việt hiện nay, đó là phương pháp S-Smart. Ở phương pháp này thì giáo viên sẽ được trang bị một công cụ giảng dạy rất là chuẩn mực và giáo viên sẽ biết cách sử dụng slide kết hợp với bảng một cách thông minh. Với một sứ mệnh và mục đích đó là học trò sẽ cùng giảng viên trong buổi học xây dựng slide đấy. Lâu nay thì chúng ta dùng slide là thường chốt tất cả vấn đề và giáo viên là người tự làm slide giống như giáo án có sẵn. Tuy nhiên, phương pháp dạy slide ở bên chúng tôi đó là chúng tôi sẽ bỏ đi những thông tin quan trọng, những cái kiến thức quan trọng và học viên sẽ cùng giáo viên xây dựng cái nội dung của slide đấy. Và giáo viên giúp học viên xây dựng slide thông qua kỹ thuật đặt câu hỏi vô cùng thông minh. Và một đặc điểm rất là tuyệt vời của phương pháp này đó là trong mỗi buổi học thì giáo viên sẽ khiến học viên có thể phản xạ đồng thanh ngôn ngữ, phản xạ đồng thanh từ vựng và với mục đích là học trò sẽ thuộc được 20 từ vựng trong buổi học. Thì mô hình đào tạo của Anh ngữ Miss Hoa hiện tại đang được áp dụng rất thành công cho hơn 300 giảng viên tại Anh ngữ Miss Hoa và tôi mong muốn lan tỏa giá trị đấy cho tất cả những bạn không chỉ là giáo viên của Anh ngữ Miss Hoa mà tất cả những ai mong muốn giảng dạy và những ai mong muốn truyền lửa ngôn ngữ cho tất cả học viên. Nhờ vào phương pháp giảng dạy khác biệt,
Anh ngữ Miss Hoa đã trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh với số lượng học viên mỗi năm lên đến con số hàng trăm nghìn. Với sứ mệnh giúp cho 10 triệu người Việt tự tin nói tiếng Anh ngữ Miss Hoa đã, đang và sẽ không ngừng nỗ lực để có thể lan tỏa cảm hứng học tiếng Anh đến với các học viên trên mọi miền Tổ quốc.